Chú gì cũng thích ăn hamburger, mình cũng thích ăn hamburger ấy. Hamburger ngon thật đấy, chẳng lẽ mình ăn chút một cái, ăn chút một cái như thế thì không tốt với sushi tí nào cả. Như nhau, như nhau, như nhau. Mình sẽ ăn như thế nào em? Em ăn như thế chị sẽ ăn nào? Ngon, giò cốm mèo luôn. Ôi, công nhận ngon nhỉ. Có thêm ăn rau xanh riêng à? Ừ, ngon hết. Hôm nay mẹ được mẹ mua cho hẳn một dây hamburger luôn. Wow, đấy có là hamburger thơm lắm. Sang nhà sushi chơi á. Nào, thơm quá, hamburger. Chú gì cũng thích ăn hamburger, mình cũng thích ăn hamburger ấy. Hamburger ngon thật đấy. Chẳng lẽ mình ăn chút một cái, ăn chút một cái như thế thì không tốt với sushi tí nào cả nhở? Sushi thì đang ở nhà đợi mình mà đúng không? Mình đã có nguyên một dây. Ủa, đâu rồi? Mình có mà đâu đâu đi đâu hả? Ngồi đây trời ơi, đang làm gì má cả dám cắt kẹo của người ta, cắt hamburger của chị má sao kẹp chỗ nào một cái dây dài ơi dài, quay ra nó còn ngắn cút này, má này em cắt của chị đúng không? Em đâu có biết chị đâu, em chỉ thấy đi lung tăng thôi. Nhưng mà em ăn cắp nhà tỉa lắm. Ừ thôi, ngồi đi chơi, ăn một tí đã rồi hẵng đi tỉa. Hôm nay mẹ chị mua cho đấy. Mẹ mời chị mới đi công tác về đấy. Ôi, cái này để tí chị kẹp nách cho dễ. Ăn thử ấy. Hamburger này ngon lắm ấy, mẹ chị bảo ở bên đấy người ta thích ăn cái loại này lắm. Em nhìn này, wow, ngạc nhiên chưa? Em được ăn cái này bao giờ chưa? Em á? Chưa. Đúng không? Em chỉ ăn loại khác thôi đúng không? Đây là một miếng bánh này. Ôi, một miếng bánh này, xong có một miếng thịt này, xong rồi có phô mai này, có rau xanh này, và một miếng bánh nữa này. Wow, đây, Su, mang ra đây để xem có giống chị không. Trời ơi, cứ như chị ấy, xé bằng tay có phải nhanh không? Yêu mày chả biết. Nhưng em không biết. Đây, cho em cái này. Hai chị em mình đo xem của bạn nào to nhé. À, đi. Như nhau. Mình sẽ ăn như thế nào em? Em ăn như thế chị sẽ ăn nào? Ngon, giò cốm mèo luôn. Ôi, công nhận ngon nhỉ. Có thêm ăn rau xanh riêng à? Ừ, ngon hết. Mẹ chị nhờ. Lúc nào em không biết chị thích ăn cái này nên mua. Mà chị thì lại biết thừa là em lại còn thích hơn chị đúng không? Người ta mang sang cho lại còn đi đường lại còn cắt trộm một người ta, lại còn trả vào. Em không biết đấy là chị. Ồ, ghê quá ha. Không à, em thích ăn rau xanh riêng. Em thích ăn rau xanh riêng à? Ăn đâu, cho miếng. Cho đi, ăn chấm nhẹ. Ăn đi, ăn tất. Úi giời. Ui, há thật nhẹ chị xem nào. Trời ơi, răng trắng thế hả? Úi giời. Hôm nay mấy hôm không gặp cái, hôm nay sang gặp phải thấy răng trắng rồi. Đừng cho thấy nó bẩn, đưa chị bảo nhá. Bà đừng bao giờ, em đừng có để vào tay này rất là bẩn mà như này là sạch nhất à. Thế là sạch nhất. Ăn được không chị bóc chưa? Chạy kéo à? Ngon đấy. Chị là thích ăn cái này nhá. Thế nào? Này, có 6 cái, em 3 cái, chị 3 cái, được không? Mỗi đứa 3 cái, còn cái này chúng ta cùng nhau ăn. Này, thế hôm nay em có đi đâu không? Thế hay bây giờ đi sang nhà chị đi, sang nhà chị giúp chị làm mấy việc này. Chị đang làm dở, em ăn đi, còn chị cầm rác thôi, xong rồi kéo nước. Đi về nhà chị đi, chị tưởng hôm nay em bận phải học. Nếu em không học, đi sang nhà chị luôn nhá. Sang nhà chị à, mẹ chị mới mua đồ chơi mới đấy. Chơi tích cực luôn, đảm bảo luôn, đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Rồi, chào tất cả các em nhé.